Xin chào các bạn, hôm nay sẽ mời các bạn trở lại với nhà thờ không tráp, không tô hồ, không vào áo. Có sao xây vậy, nhưng kỹ thuật rất là cao, đẹp. Đây là nhà thờ gì nhỉ cháu nhỉ? Phú Ninh, đây là giáo họ Phú Ninh. Bây giờ nhiều những xứ ở xa rất để ý đến nhà thờ không trát, không vào áo, không tô hồ này. Nhiều nơi rất là đang học cái cách xây của các thợ xây nhà thờ Phú Ninh đây. Thưa với các bạn là kỹ thuật này xây rất là khó, bởi vì để thẳng theo hàng, thẳng phẳng theo hàng, nhất là các cột rất là khó khăn. Cụ thể như cột đây các bạn nhìn hoa văn đấu và phải tuyệt vời, bởi vì là không lấy gì mà che lấp được. Ta vào áo thì hay ta tô hồ trét đi thì còn giấu đi được, thế nhưng mà đây thì đòi hỏi là phải 100%. Ví dụ như cột tròn đây các bạn nhé, cột tròn là cả một vấn đề xây rất là khó khăn, lại trên lại hàng đấu nữa. Mình quay rất chi tiết để các bạn khám phá, các bạn tìm hiểu theo cách xây của quý thợ. Ví dụ như đấu đây là phải gọt gạch tròn như là quả bí vậy. Đó, như cột đây rất là đẹp, đẹp một cách tự nhiên. Cụ thể như cây tháp đây các bạn nhé, từ trên xuống dưới cả một vấn đề rất là khó khăn.
xin giới thiệu các bạn là móng đá này mới ốp, hiện nay thợ vẫn đang làm ốp móng đá. Bên trong nhà thờ cũng vậy các bạn nhé, không trát. Trong thì bằng gỗ lim, nhưng tường cũng không trát. Hiện nay là móng nhà thờ đang chạy đá. Nhà thờ trong này cũng không trát các bạn nhé. Đang tập rồi à? Gì tập cho hay là các chị tập cho? Gì ạ? Gì ạ? Gì ở xứ nào? Gì Hoành Đông. À, gì ở Hoành Đông cũng tập cho. Vậy là có bao nhiêu đội hoa? Có hội con Đức Mẹ không? Có. Có hội con Đức Mẹ rồi hội gì? Hội gì nữa? Hội Nghĩa Bình Thanh Thể à? Cọc Chiêng nữa à? Ái chà, vậy là mấy đội hoa tất cả? Hả? À? Mấy đội hoa? Thưa các bạn, là bên trong nhà thờ toàn bộ là cũng không trát. Tất cả là không trát hết. Nhà thờ gỗ cổ kính được khởi công vào ngày 19 tháng 4, 2016. Giáo họ sơ khai được thành lập ngày 25 tháng 3, 1903. Trên lòng cột này có đề là bão năm Kỷ Tỵ, nguyện đường bị đổ và được xây lại ngày 24 tháng 6 1929. Khởi công xây dựng nguyện đường nhỏ ngày mùng 2 tháng 1 1911. Vậy chứng tỏ nhà thờ này cũng nhiều năm, cũng có từ tuyệt cổ rồi. Xin người thực hiện cho tôi. Như lời sứ thần nói. Đây là lời nói của Đức Mẹ. Và vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Ở đây chắc kính Đức Mẹ Truyền Tin phải không? Ở giữa tòa kia là Đức Mẹ Truyền Tin rồi. Một bên Thánh Giuse, một bên Trái Tim Chúa. Chúa đang lên. Thank you.
Vâng. Giới thiệu các bạn là đây hôm nay là bắt đầu với xây các bậc lên xuống bằng đá. Hôm nọ mình tới thì chưa có các bậc rộng này bằng đá. Hôm nay thợ này là thợ nhà hay là thợ Ninh Bình ấy ông? Vâng. Nếu nói đá thì đều có Ninh Bình, Thanh Hóa, chứ còn Thái Bình với Nam Định thì làm đá thì vụng lắm. Nhưng mà các ông làm đá này đến sau này mà khoảng độ 80-90 tuổi là không làm nữa. Nó đau lưng. Vâng. Chỉ 80-90 tuổi là thôi, bỏ nghề ấy thôi. Sống 60 thôi, 80-90 là không sống được đúng không? Không, 60 thì nó đơn giản ấy. 80-90 là như giờ các cụ đau lưng lắm rồi không làm được. Có vết đá các bạn nhé. Thợ hôm nọ thì mình quay chưa ốp đá, hôm nay thì bắt đầu là ốp đá các bậc lối lên, ốp đá hết.
đồ quốc ngã này. Bao giờ thì bán về? Bà về nhà bà hay là bà về tập? À vậy thì ông làm ơn ông quay ở đâu đấy, chẳng là trông tôi về tôi gửi cho anh, tôi thang xa lắm nhá. Rồi cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn nha.